Hello, xin chào các bạn. Vào ngày hôm nay chúng ta lại được gặp nhau trong video top 10 câu lạc bộ có số điểm cao nhất Brasta. Và tôi là Ben, tôi đến từ Brawl Star Fusion. Brasta là một trong những game nằm trong những top game có nhiều người chơi nhất và có rất nhiều câu lạc bộ nổi tiếng và chuyên nghiệp. Cho hàng trăm hàng nghìn câu lạc bộ Brawl Star, bạn bao giờ đặt câu hỏi về câu lạc bộ nào có thứ hạng cao nhất trên thế giới về game Brawl Star chưa? Nếu chưa, hãy cùng tôi khám phá xem top 10 câu lạc bộ có số điểm cao nhất thế giới về game Brawl Star nhé. Đứng ở vị trí số 10 là câu lạc bộ 7D Warrior với số điểm là 1.790.704 điểm. Câu lạc bộ này có đủ 30 thành viên và người cao điểm nhất câu lạc bộ này là PSG Japan với số điểm là 72.469 điểm. Brawler yêu thích của anh ta chính là Aiga. Còn ở vị trí số 9 là A Few Good Boys với số điểm là 1.795.539 điểm. Để được vào câu lạc bộ này bạn phải có trên 35.000 điểm, đồng thời phải được mời chứ không phải tự dồn nhé. Chủ tịch của câu lạc bộ này là Fury với 52.727 điểm và Brawler yêu thích của anh ta chính là Brawler. Ở vị trí số 8 thuộc về một câu lạc bộ đến từ nước Pháp và số điểm 1.797.076 điểm. Chủ tịch của câu lạc bộ này chính là MLSOC với 63.264 điểm. Brawler yêu thích của anh ta chính là Sang. Vị trí số 7 thuộc về câu lạc bộ BC Gamer, một câu lạc bộ đến từ nước Đức. Câu lạc bộ này vẫn còn dư một vị trí để tham gia, bạn nào nhân tay thì hãy thử tham gia xem nhé, nhưng bạn phải có trên 35.000 cúp đấy. Chủ tịch của câu lạc bộ này là PC Pau, anh ấy thích nhất là Brawler SCU, số điểm của anh ấy là 51.110 điểm. Thích SCU nhưng là để Avatar Coast. Người có số điểm cao nhất trong câu lạc bộ này chính là MFRF với 70.426 điểm, cao hơn rất nhiều so với chủ tịch của câu lạc bộ. Aesthetic Esports là câu lạc bộ xếp ở vị trí thứ 6 với 1.820.258 điểm. Câu lạc bộ này đã đủ 30 người và cũng như các câu lạc bộ ở vị trí top đầu thì số điểm bắt buộc bạn phải có đủ để điều kiện vào câu lạc bộ là 35.000 cúp. Chủ tịch của câu lạc bộ này chính là Garnerio với 24.184 điểm. Brawler yêu thích của anh ta là Gus và người cao điểm nhất câu lạc bộ này là Andrian với 64.400 điểm. Brawler yêu thích của anh ta là Friend, đồng thời anh ấy cũng giữ chức phó chủ tịch của câu lạc bộ này. Nằm ở vị trí thứ 5 đó chính là The Player, là câu lạc bộ đến từ Brazil. Tên của vị chủ tịch này thật khó đọc, có đoán đó là Samba. Anh ấy có 66.173 điểm. Palm là Brawler yêu thích của anh ấy. Và người có số điểm cao nhất câu lạc bộ này là Astro với 68.865 điểm. Và Nani là Brawler yêu thích của anh ta. Nếu bạn thích câu lạc bộ này, hãy cố gắng cài cúp và sau đó xin vào nha. Ở vị trí thứ 4 đó chính là The Arbiter. Số điểm của câu lạc bộ này là 1.846.559 điểm. Nếu bạn hay chơi Brawl Stars thì các bạn có thể đã từng giao đấu hoặc chơi cùng các thành viên của nhóm này với AGC đầu. Đây là đặc điểm nhận diện của các thành viên trong câu lạc bộ này. Người có số điểm cao nhất trong câu lạc bộ này là VAU, anh ta có 68.450 điểm. Cốt là nhân vật yêu thích của anh ta. Chủ tịch của câu lạc bộ này là AGG Confident với số điểm 62.263 điểm. Mandy chính là Brawler yêu thích của Confident. Brawler Team với số điểm là 1.847.556 điểm là câu lạc bộ nằm trong top 3 câu lạc bộ có số điểm cao nhất trên thế giới. Brawl Team có Bro Kevin là một trong những tay chơi xuất sắc nhất Brawl Stars, đồng thời anh ấy cũng là những người có điểm số cao nhất câu lạc bộ. Chủ tịch của câu lạc bộ này là Mendes với số điểm là 41.720 điểm. Messi là Brawler yêu thích của vị chủ tịch này. Và bây giờ là vị trí số 2 với số điểm 1.892.229 điểm. D1 là câu lạc bộ xếp thứ 2 trong top 10 câu lạc bộ có số điểm cao nhất Brawl Stars. Câu lạc bộ này còn có kênh YouTube là D1 Gaming. Các bạn có thể xem các video mà các player trong nhóm này chơi.
Người có số điểm cao nhất câu lạc bộ này chính là Ivan với 80.455 điểm. Brawler yêu thích của anh ta chính là Brock. Tôi đã từng xem video của Ivan chơi Brock rồi, kỳ pro và những kỹ năng có siêu đỉnh thì việc anh ấy nằm trong top đầu câu lạc bộ là điều dĩ nhiên. Chủ tịch của câu lạc bộ này chính là Day One Gaming với số điểm là 70.143 điểm, một số điểm không hề thấp tẹo nào, và Code là nhân vật yêu thích của anh ta. Lady and gentlemen, còn bây giờ là danh hiệu top 1 câu lạc bộ có số điểm cao nhất của Blackstar. 2.008.243 điểm là số điểm cao nhất từ trước đến nay, nó thuộc về câu lạc bộ DC Family, một câu lạc bộ toàn những member quyên xuất với những điểm số cao ngất ngưỡng. Để đạt được một số điểm cao như vậy thì toàn thể member câu lạc bộ này đã cố gắng cày cuốc để được top 1. Và người thủ lĩnh của câu lạc bộ này là Skyline với số điểm là 52.896 điểm. Anh ấy yêu thích Tara, chắc hẳn anh ấy là một pro Tara chính hiệu. Còn người cao điểm nhất câu lạc bộ này là Igo với 77.137 điểm. Số điểm này không cao bằng người cao điểm nhất câu lạc bộ top 2, nhưng những thành viên trong nhóm đều có số điểm trung bình cao xem nhau. Vâng, đó chính là 10 câu lạc bộ có số điểm cao nhất trong game Brawl Stars. Còn bạn bao nhiêu điểm? Câu lạc bộ bạn xếp thứ bao nhiêu? Hãy bình luận dưới video của tôi nhé. Và video của tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.